Con thấy buồn quá cô chú ơi, cô chú lấy lại công bằng cho con đi. Chuyện là hồi nãy, con đứng dậy, con đi sửa người ta, thì bà già bắt ra, bà chửi con quá trời luôn. Bà kêu là, không có ai mua mày về đây để mà mày đi sửa gì hết trơn á, mày đi vô đi, con buồn quá. Con là con chó mà, không cho con sửa là sao vậy? Con đau đớn, con gục nhã.